Em đánh gì chưa bao giờ ngén Ire hả? Mình đánh chưa ngén con nào nữa, nhưng Ire là cái gì? Cảm ơn Tiến Anh xe like nhá. Em mà không nào là cái kênh á, nhìn đẹp trai vậy chắc người yêu. Dark Avenger, nhìn đẹp trai vậy chắc lắm người yêu hả ông? Chưa nắm tay gái bao giờ. Chưa chửi mình nữa. Mình cứ phòng trước, phòng trộm hơn chống trộm mà đúng không? Phòng trộm hơn chống trộm. Để nó vô nhà mình thì còn nói gì nữa, để nó chửi mình thì còn nói gì nữa mà. Để nó vô nó chửi tôi thì còn nói cái gì nữa. Irelia, đâu rồi? Nó có mắt đây The focused mind can nè. pierce through stone. Tay dài dữ mày. Cái này đinh lạ đời thật. Ghê à, lời máu là lô máu vậy hả? Rồi hết máu luôn, lính nó bắn đâu quá vậy? À, đứng trên lính nó bắn vậy đó. Trên lính nó bắn nó chết luôn đâu á. Một kiếm cái nó là băng trụ nha. Hai nè. Bốc cho mình nha mọi người, mình sắp hết kèo cày rồi, ông nào cày ra nên bốc thôi nha. Tôi chia cho mấy con vợ cái kèo cày. Tôi đánh xong tôi là phải lại lướt nó sẽ cày đó. Mắt vào đó rồi, đánh không được đúng không? Không đủ đam đâu. Nếu mà mình lên cái kia mình đủ đam nó đánh mà không vậy nó không đủ đam mà lực nó không đoán được mà nó lên bịp. Tham tí nó đó, biến về mua đồ đã thì đốt rồi hốt nó. Ủa 3-0 rồi, hay hả? Kèo này kèo dễ quá mà, rừng với mít ta dễ luôn. Ba con dễ thì hút còn nợ đâu đó. Let us begin. Mẹ không lấy tiền thừa mẹ. Hello bạn đang xem nhá, bạn nào cần cái đăng thì inbox qua cho mình nha, đang hết kèo cày nhá mọi người. Inbox, 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 lớp này còn tầm trận, 2 trận đã hết xong rồi. Tôi quên là bao nhiêu điểm luôn rồi. Mình chưa có lên đồ này mọi người. Đừng khóc em, đừng buồn em, đừng sợ cơn đau em ơi, đừng buồn đừng sợ em là hay là lát đang ranh gì đó, ranh vàng à ông ơi, ranh vàng à. Bạn là cần người đang inbox thôi với nha. Châu ý rồi ta. Khóc em ơi đừng buồn em ơi, đừng sợ cơn đau em ơi đừng buồn. Trời không được rồi, hết là em mất tiêu luôn. Ê. Chán nhờ, hết e không có đam luôn đúng không? Hết e vắt không có đam luôn. Never await victory. Ôi, nó ra không biết có chặn lính đơm nó không ta. Bạn là cần cái đi bốt thôi nha mọi người, pha này chắc sẽ cao bằng trụ đó, chắc cao nó hút được trong trụ chắc đó. Đừng khóc em ơi đừng buồn, đừng sợ con tim em như cho mùa pha đó mà
Và đó mà mình sống mình chạy ra nó ulti với cái mồm này chắc là cũng cút. Thuật vô gu, đó thuật vô gu mà. Nha, để biết tên cho kêu luôn. Mình nhớ có kêu là chiếm sinh phước nè, thì quỷ vô gu với lại gì đấy. Khóc ai đừng buồn em. Nguyên là ba. Ta phải nhóm người đấy. Chúng ta thấy có mùi ảo tựa đấy bro à. Mùi ảo tựa đấy. Solo với tôi luôn mà. Quỷ nha. Tôi chưa băng vô ông là may rồi chứ đó slow. Solo và son à. Solo tao mày thách đấu luôn đấy. Mày để vậy ra này đâu vậy ai? Không gầm nó tượng Hello Kitty quá à. Không gầm nó tượng tiếng Hello Kitty. Cà thớt lên á, cho nó cà thớt lên cho là cái mẹ nó luôn được. Họ không gầm nó tượng Hello Kitty. Thớt lên thì phải, đừng biến về. Đừng khóc em ơi, đừng buồn em ơi. Mẹ là sứ giả kìa. Mất tiêu sứ giả luôn rồi. Cày giá cày rẻ nhất liên minh đoạn. Rẻ nhất server. Đấy, thấy ca thớt ở đây mà. Ừ, đã ăn con blue nó về rồi. Blue không đi về luôn. Nguyên võ giờ nồi cơm thấy y chết rồi đó, để cho nó chết rồi đó, cũng chết mà mẹ cái thằng này nó còn nhập sứ giả đó cơ, dùng kén chưa tôi tới để nó chết nhưng mà ca thơ nó bóp nó chết rồi không đồng đội với quần nó chứ. Mẹ thì ăn nhanh lắm. Iri chắc bị hỏi thăm nhiều lắm. Iri chắc cấp máy thở luôn rồi chứ. Ta nó có một bụi Yasuo có mắt mà nó luôn. Đẹo. Yasuo chạy vô như một vị thần đó, không? Chém thì quấy luôn. Yeah, ba tu lính ai có tẩy rê lê đúng không? Con Nhi này lại dắt không tiến rồi á. Tùy thôi, tùy trình độ nữa. Điều giờ mong lên cao thủ. Lên cao thủ mà gặp mấy dắt anh vàng thì vẫn đánh có được không? Nghĩ là được không? Được với tôi cũng vậy thôi. Tim anh như sao đó.
bắn cũng đáng. Thế gì vậy? Wow. Tất đi cộng người bà ta à. Cảm ơn Ngấn Ngơ tặng quà Dương nha. Nhật Lam, hello, Ngấn Ngơ. Y này có sợ cá sấu với Yon không anh? Cá sấu với Yon á? Có chứ, rắn cao này sợ, rắn thấp đồng sợ. Tiến thì gì được mấy năm rồi á, lâu mà. Cảm ơn Mạnh Quyền tặng quà nha. Ở đâu, cảm ơn Mạnh Quốc Tiến tặng cái cân nha. Yo yo yo. Eo đồ ghê thế à. Ok, để chấp hết luôn. Đây đây. Đi re đánh một tay là win đâu nữa. Này ước nhở. Con tim vẫn như trò đùa. Cả thật lì liều nhiều lâu léo à. Điên. Cái này có máu liều nhiều lâu léo không à. Sợ rồi đấy. Mày nó đép lính nào à. Đừng khứa. Thôi vậy. Đừng khóc em ơi, đừng buồn em ơi, đừng khóc em như sầm đầy. Đánh dòng tôi về đây. Không biết gì. À. Dán cái thằng top à. Top mẹ đen. Ôi hộp mẹ. Nam nũng nhiều, chén xem đã ghê. Ba mươi lăm giây sứ giả ra kìa. Giờ ăn con blue anh. Con này là sứ giả đó mà xong hết. Mấy giờ ca thớt ăn mẹ rồi nó được mấy mẹ còn ngon đấy. Ở đây nó không ôm tay được, ôm tay ở đây nó hồi lâu lắm. Đừng khóc em ơi, đừng buồn em ơi. Đừng làm con tim anh như trò đùa. Đừng làm con tim anh như trò đùa. Ăn đồng vàng. Đang full mặt kim á. Tên bên kia là 4 mặt kim một mẹ á. Đừng khóc em ơi, đừng buồn em ơi. Đừng làm con tim anh như trò đùa. Sống mặt quá giờ xuống rồi. Mới một 12 nó gờ gờ mất tiêu rồi. Cảm ơn hai cái mặt đăng ký kênh nha. Nè con đi rè. Chịu. Đánh cái tem nó thổ xì luôn nha. Một trận nó xong là gì hết ta. Trận nó xong á. Quan tâm là mà. Ai, sát thương của tôi đây, em đi cũng được 10.000 đam là cũng nhiều đấy.